Thái tử Đệ Tam thỉnh mời quan lớn Thái tử Đệ Tam hùng binh quán cổ lạnh giang uy hùng. Sông nghiêng hạt ni khi lên gầy xuống khóc nghi vui chơi thuyền rồng trăm mái chèo bơi xích đăng tuần lành nghỉ đôi nơi quan lớn đi về trấn Giang Khê lên đi ngàn xuống biển lạnh giang từ quý địa danh nam sinh ở thoại cung dòng nhan khai quang thấp kỳ diệu quang minh chứng từ trung nga tích đặc cung giảng đi phục hoàng thân cận thánh chúa đi trung vương sự tích kỷ
quan lớn Đệ Tam Hoàng Thái Tử. Thank you.
đấu bắt năm ba đồng tử theo hầu vào tô vương phụ xa chầu đức mẫu vương phủ đất Nghệ An đi thường hạ đại giang thuyền rồng treo quế buồm lan khi chơi tô lịch khi sang tam đường lênh đênh trống cầm canh chiêng vàng inh ỏi đốt thành hoàng chìm nổi giữa man triều đình văn võ bách quan sai lên đón rước vương quan về châu trần gian một tay thái tử đệ tam cứu sinh cung lắm ngày dài oan cũng nhiều đủ mọi điều kiếm chi văn võ trong bách thần nào có những ai ngài lượng thao văn võ toàn tài quan tam lịch sử thật đáng trai anh hùng sử chép ghi đền lành giáng thanh tích quan lực đệ tam ngài thực đích trung quân tiệc đôi tư tháng sau sinh thần hòa chung nam bắc muôn dân đảo cầu chỉ giáng biến dành ngân lai lắng áng vầng ngầu soi giạc nam minh con vua thủy quốc động đình đệ tam thái tử giáng sinh ngôi đền rồng đức ngôn vẹn thúng dung hòa mạc bẩm sinh thần nì tứ chất long nhan thình bời bơ phủ vương quan phương phi diện mạo long nhan khác thường ngự giờ lâu phán đòi dân sư sai ông lên cứu trợ nhân gian thành giáo